Sáng ngày 1 tháng 3, Trung đoàn 209 Long Trọng tổ chức lễ gia quân huấn luyện, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và khởi động tháng thanh niên năm 2024. Trước đó, Trung đoàn phát động đợt thi đua cao điểm mừng đảng mừng xuân gia quân quyết thắng, được quán triệt sâu sắc tổ chức chặt chẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp. Kết quả nổi bật, 100% cán bộ chiến sĩ luôn có lập trường tư tưởng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi phấn khởi, an toàn tiết kiệm và sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội và quân đoàn, là năm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Để tiếp tục giáo dục nâng cao niềm tự hào cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị về truyền thống yêu nước của dân tộc, tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, Trung đoàn phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ với chủ đề: "Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành ba nhất" với ba nội dung chỉ tiêu thi đua cụ thể, thời gian từ mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm 2024. Đồng thời, khởi động tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề Tuổi trẻ Trung đoàn Huấn luyện giỏi sẵn sàng chiến đấu cao, xung kích lập công, tô hồng truyền thống gồm 6 nội dung. Thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024. Nhân dịp này, Trung đoàn 209 đã khen thưởng cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đoạt thi đua cao điểm bừng đảng Mừng Xuân ra quân quyết thắng trong phần hội của buổi lễ có màn đồng diễn thể dục và điệu vỗ thanh niên trò chơi quân sự với chủ đề hội xuân gia quân quyết thắng do cán bộ đoàn viên thanh niên trung đoàn thực hiện